tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau để khám phá và trải nghiệm thêm những cái điểm thú vị của vùng cố đô Kyoto, Nhật Bản nhé. Hôm nay thời tiết ở chỗ các bạn thế nào? Ở đây thì có vẻ se lạnh, trời se lạnh, mình mặc áo len đây. Dù thời tiết thế nào thì mình cũng mong là các bạn nên giữ sức khỏe, vì có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều điều các bạn nhé. Và hiện tại Victory Channel đang đứng ở ga Arashiyama, là điểm bắt đầu chúng ta sẽ tham quan những điểm thú vị của vùng cố đô Kyoto trong video hôm nay. Đây là dãy núi đằng sau mình, đó là Arashiyama, là dãy núi có những cái lá đỏ đang chuyển màu. Lát nữa mình sẽ đi đến đó để xem lá đỏ nó sẽ chuyển như thế nào. Bây giờ thì mọi người có thể là không thấy rõ đúng không? Không thấy rõ là lá nó sẽ chuyển như màu như thế nào. Nếu thích video này các bạn hãy subscribe, like, share cho mình các bạn nhé. Đây là lá đỏ mọi người. Lá bắt đầu đỏ rồi. Đẹp không mọi người? Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan nhé. Ôi con đường đẹp quá mọi người ơi. Đó là núi Arashiyama. Chúng ta đang trên đường đi đến cái cầu Togetsukyo nhé. Đây có một cái dãy đỏ rất là đẹp. Đây mọi người, lá đỏ đây. Đây, lá đỏ đã chuyển màu. Chúng ta đi tiếp nhé. Đó, trời mùa thu này nè. Nếu mà những cặp tình nhân đi nè. Đó, thú vị không mọi người? Ở đây là các chỗ để các bản đồ mọi người. Đổi bản đồ để cho chúng ta đi tham quan. Chúng ta có thể lấy tự do ha. Ở đây để là lấy tự do. Đây mình sẽ lấy một tấm. Tấm như thế này. Để đi. Ôi đẹp quá. Trước mắt mình đó là cái núi Arashiyama. Quá đẹp luôn. Lá thì chuyển màu nè. Lên hình xuống nước rất là đẹp. Chúng ta đi tiếp nhé. Cảnh ở đây thật sự rất là đẹp luôn. Đây là con sông Katsuragawa. Và đằng sau mình đó là cây cầu Togetsukyo nha mọi người. Cái cầu này là dài 155m và được xây dựng vào năm 1934. Và tên của cái cầu này là được một vị cụ hoàng đế tên là Kameoka Yoko đặt khi mà ngài đi du ngoạn qua cây cầu. Nên cây cầu được có cái tên gọi là cầu vừa mặt trăng nha mọi người. Đây là mùa lá đỏ, lá chuyển màu, đẹp mọi người ha. Trời hôm nay thì rất là may, nhưng mà thời tiết báo là chiều sẽ rất là nắng. Hôm nay có rất nhiều bạn học sinh ở đây, chắc là đi tham quan. Hai bạn con đang làm gì vậy? Hai bạn con. Giờ chúng ta sẽ đi lên cầu để khám phá và chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm khoảnh khắc khi chúng ta trải nghiệm ở nơi đây.
đẹp quá mọi người ơi. Khắp cái núi. Wow, quá đẹp. Và đi thưởng thức. Đẹp quá. Đây chúng ta sẽ qua đó nha. Đường qua cây cầu rất là đẹp, đẹp tuyệt vời. Đây, con đường này rất là đẹp luôn. Đẹp không mọi người, quá đẹp luôn nè. Đi dọc hết con đường này ngắm cảnh nha, quá đẹp. Mê quá. Đẹp quá, không thể tả nổi luôn. Mọi người có thể đi đi xe kéo đó, có thể đi xe kéo đi dọc những cái điểm tham quan. Đúng là mùa lá đỏ rất là tuyệt vời, thơ mộng, cảnh thơ mộng ghê. Đây mình vô, mình quay cho mọi người xem cảnh lá đỏ rất là tuyệt vời luôn. Phong nè mọi người, nè lúc này chưa có đỏ nè, cái cây này nó đỏ rồi nè. Đẹp quá, đẹp quá. Cái núi Arashiyama, ôi ôi nó chuyển màu kìa. Học sinh hai. Cây cầu Tokechukyo và con đường dọc theo dòng sông Kachurakawa rồi mọi người nhé. Ta sẽ cùng kết thúc phần 1 ở đây, và phần tiếp theo chúng ta sẽ khám phá đền Tenryuji và rừng tre Sagano nổi tiếng nhất ở vùng
cố đô Kyoto, Nhật Bản mọi người nhé. Mọi người hãy subscribe để theo dõi cho phần tiếp theo và like, share nếu thích video này mọi người nhé. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại phần tiếp theo nhé.